Sáng nay ngày đầu tiên hãng xe Phương Trang mở đợt bán vé Tết tại bến xe miền Đông đã khiến không khí mua vé xe ảm đạm mấy tuần nay tại đây trở nên náo động hẳn. Đó là tình trạng thực tế sáng nay xảy ra ở hành lang phòng chờ trước cổng bến xe. Hàng trăm người thất vọng bỏ ra ngoài đứng vì không còn thở nổi. Vận may không đến với những người nản chí lẫn người kiên trì vì phòng vé chỉ bán cho những ai có phiếu thứ tự được lấy trước đó. Nhưng để có số thì đồng nghĩa với việc hành khách phải bị móc túi, ngất xỉu hay xô ngã. Ngay trong khu những người có phiếu thứ tự, tình hình cũng không mấy sáng sủa. Một số lượng ít ỏi khách hàng ngồi bệt dưới nền đất, thất thểu như mất sổ gạo. Còn rất đông người đứng, người ngồi xung quanh mấy ghế chờ và ngay cả một sảnh quán cơm và quán nước cũng kín chỗ. Đợi từ 2 giờ đến sáng đến bây giờ mọi người, bên nhà xe nó kêu hết vé. Và cuối cùng là vé nó không có bán mà phiếu nó cũng phát luôn. Nó phát cổng nào thì phiếu nó không biết phát cho ai, mà cuối cùng cũng có một số người có phiếu. Nhưng mà số lượng phiếu thì nó ít lắm, khoảng dưới 300 vé, 300 phiếu. Mỗi phiếu là chỉ mua được 2 vé. Lúc 3 giờ sáng là một chiếc hàng ngay chỗ này. Là xong là đông lắm, khoảng cỡ 4 giờ ra lúc vừa cổng kia, đầu 5 giờ là thêm 2 hàng đây nữa, là nó dồn lên đây luôn. Là khi mà bán đợt đầu tiên á, mở ra là coi như cùa lên là coi như bán được khoảng cỡ vài người là coi như đóng cửa luôn, tới giờ là nhà không có đổ luôn, lùa lên luôn. Là nhiều người đi 2 giờ sáng cũng bị ngất xíu rồi, về rồi. Hai đứa em nó 2 giờ sáng có mặt trên kia rồi, cũng khá nhiều cái gì rồi. Cho tới thời điểm phóng viên chúng tôi quay ra vì quá sức chịu đựng thì cũng có hàng trăm người thất thểu vật vã quay về. Họ lắc đầu ngao ngán, người bị mất ví tiền, người bị mất điện thoại, người bị giẫm tê chân. Tình hình càng trở nên khó kiểm soát hơn.